làm gì? Xem ra là món hàng thượng phẩm đây. Liệu có cần thuê lão đại kiểm nghiệm món hàng này không? Không kiểm nghiệm, làm sao biết được có phù hợp với khẩu vị của lão đại hay không? Phải không nào? Đúng thế. Các người, giang bắc tà ma gây họa một phương, giang hồ môn chúng ta chuyên quản việc giang hồ. Hôm nay chính là ngày kết của các ngươi. Giang hồ môn, Nạp Lan Dung Nhược, đối đầu với tà ma chúng ta nghĩa là ngươi tự tìm chết đó. Bày trận. Xông lên. Nếu bạn có khả năng bảo vệ một người thì bạn nhất định phải bảo vệ người đó. Nếu người đó đối với bạn rất quan trọng thì bạn không được chùn bước trước diệt nghĩa. Nếu người đó là tình yêu trọn đời của bạn thì bạn phải trả giá tất cả. Mang đi. Đi thôi, đi thôi. Trọng Minh ca ca, Trọng Minh ca ca, xin hỏi cô nương, Nạp Lan đại ca, tôi thay mặt Trọng Minh ca ca tạ tội với huynh. Nhiều năm trước huynh ấy đã bị trọng thương, từ đó mắc phải chứng ly hồn, mất đi tất cả ký ức trước kia. Bức tranh vừa nãy mà huynh nhìn thấy là tôi vẽ ra dựa theo giấc mơ của huynh ấy.
cũng trách tôi là một đại phu bất tài. Đã nhiều năm như vậy vẫn chưa thể chữa khỏi bệnh cho huynh ấy, mới để huynh ấy phạm phải sai lầm. Nạp Lan đại ca, nếu huynh nhất định phải truy cứu chuyện này, tôi xin được chịu tội thay cho huynh ấy. Cô có biết hôm nay cậu ấy đã thả ai đi không? Mấy tháng trước, trong giang hồ có không ít thiếu nữ bị mất tích, trong đó không ít thiếu nữ đệ tử và thân quyến của các môn phái lớn. Giang hồ môn chúng tôi phụ mệnh điều tra chuyện này, cuối cùng tra ra được đây là việc làm của Giang Bắc Tama. Có điều bọn chúng hành tung kỳ lạ, cho nên chúng tôi mới nghĩ ra chiêu dụ rắn ra khỏi hang. Hôm nay để chúng chạy thoát, muốn bắt chúng lần nữa thật khó như lên trời. Thiếu gia, để nhị ma chạy thoát, chúng ta quay về e rằng không dễ ăn nói. Chi bằng chúng ta đem người kia về, cũng coi như là có câu trả lời. Tôi biết giang hồ môn của huynh phá án đều coi trọng chứng cứ, nhưng mà Trọng Minh ca ca, huynh ấy chỉ là một người bệnh mắc chứng ly hồn. Tôi xin đi theo các huynh quay về để bẩm báo. Nếu muốn đòi nợ hãy tìm tôi đây, chớ có ăn hiếp một cô gái. Các người vừa nói chuyện tôi đã nghe hết rồi. Tóm lại, người là do tôi thả, muốn giết muốn bắt tùy các người. Nhưng Hoán Liên vô tội. Được rồi, tôi thấy cậu là một người trọng tình trọng nghĩa, tôi cho cậu một cơ hội để làm công chuộc tội. Cứu tôi với! Thả tôi ra! Cứu tôi với! Người đâu? Thả tôi ra! Thả tôi ra! Cứu tôi với! Hát Ngọc Phượng, nữ ma đầu này chuyên hút nội công của nữ tử để luyện tà công, hôm nay dù ta có chết cũng phải cùng chết với ngươi. Không tự lượng sức mình. Ta đã nói rồi, lúc ta luyện công không cho phép quấy rầy. Lão đại xuất hiện rồi, đằng dao kiếm xuất hiện rồi. Thuộc hạ bái kiến chủ công. Có việc gì? Chúc mừng chủ công, tâm nguyện sắp hoàn thành rồi. Vậy là có ý gì? Chúc mừng chủ công tìm được đằng dao kiếm rồi. Ở đâu? Sa Vô Định tận mắt nhìn thấy một thiếu niên tay cầm đằng dao kiếm. Có điều bọn người của giang hồ môn cũng ở đó, đành phải quay về báo tin trước. Giang hồ môn? Hắn ta là người của giang hồ môn sao? Xem ra không giống. Thuộc hạ đáng chết. Thuộc hạ sẽ lập tức phái người đi điều tra rõ ràng lai lịch của thiếu niên đó. Bí mật điều tra, chớ có đánh rắn động cỏ. Dân hai vị, xin hỏi hai vị hiệp lữ tới thuê phòng trọ sao? Đúng vậy. Tiểu nhị, lại đây. Tới đây. Khách quan. Đây là, làm sao? Chưa từng nhìn thấy nữ tử sao? Không phải, gần đây không được bình yên cho lắm, nữ tử đều không dám ra ngoài. Thiếu hiệp, cậu phải trông chừng phu nhân cẩn thận đấy. Dẫn chúng ta lên phòng. Được thôi, mời đi bên này. Đi từ từ. Nhìn cẩn thận. Xin nhìn cẩn thận.
Đi, bên này. Khách quan, xin chờ một lát. Nhìn cái gì mà nhìn, đi mau. Mời đi bên này. Khách quan, cẩn thận dưới chân. Khách quan, chính là gian phòng này. Hai vị khách quan, xin mời vào trong. Đi thôi. Đa tạ. Có gì cần dặn dò cứ gọi tôi một tiếng. Vừa rồi tiểu nhị coi hai chúng ta là hiệp lữ, mong hắn liên cô nương chớ có phật ý. Hai người tới muộn nửa canh giờ, tôi còn tưởng các người hối hận rồi. Tôi đã nhận lời giúp huynh bắt Giang Bắc Tam Ma thì sẽ không nuốt lời. Nhưng lẽ nào không còn biện pháp khác ư? Tôi không muốn mạo hiểm. Trọng Minh ca ca không cần lo cho tôi. Nhưng mà bệnh của tôi, Hắc Ngọc Phượng luyện tà công, vào đêm trăng tròn hàng tháng đều phải hút nội lực của một cô gái biết võ công. Hôm qua hai thuộc hạ của ả ta chưa bắt được người, mà hôm nay đã là đêm rằm rồi, bọn chúng nhất định sẽ lại ra tay. Chỉ tiếc là giang hồ môn chúng tôi không có nữ tử, bằng không cũng sẽ không khiến mạo cô nương phải chịu ủy khuất làm mồi nhử. Nạp Lan đại ca khách khí rồi. Giang Bắc Tam Ma gây nhiều tội ác, vốn là mọi người đều nên tiêu diệt. Huống hồ chuyện này là do chúng tôi gây ra, tôi không thể đổ trách nhiệm cho người khác được. Hoàng Liên là do tôi mà ra, chẳng phải chúng ta đã bàn xong rồi sao? Hơn nữa còn có huynh và Nạp Lan đại ca ở đây, tôi nhất định sẽ không sao đâu, đúng không? Người của tôi đã đợi sẵn trong quán trọ này. Đêm nay trừ phi chúng không đến, chỉ cần chúng dám đến, nhất định sẽ không có đường về. Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ bảo vệ cô, quyết không để cô xảy ra chuyện gì đâu. Là kẻ giết người. Người vừa rồi liệu có phải là một kẻ trong Tam Ma hay không? Chắc không phải đâu. Có lẽ là quân do thám chăng? Bắt về tra khảo là biết thôi. Thiếu gia, có chuyện gì? Tam Ma võ công cao cường, chúng tôi trúng kế rồi. Những người khác đâu? Bị bao vây rồi. Thiếu gia hãy đi cứu họ. Người đang ở đâu? Trường Trúc phía tây thành. Hai người ở lại đây, không được đi đâu hết. Lại đây, tôi là đại phu, để tôi giúp huynh. Ngươi là ai? Thả cô ấy ra. Muốn biết ta là ai ư? Bắt được ta rồi hẳn nói. Ngươi là người của Ngũ Long Bang, coi như ngươi có chút kiến thức. Người của ta đâu? Người của ngươi chết rồi, dám động đến người của giang hồ môn chúng ta, ta bắt các ngươi phải đền mạng. Rút lui đi thôi.
ở đâu? Trọng Minh ca ca, tôi ở đây. Hoán Liên, cô không sao chứ? Tôi không sao. Ta mặc kệ các ngươi là ai, lập tức thả cô ấy ra. Thả cô ta ra cũng được, nhưng cậu phải ở lại. Tham kiến thiếu chủ. Trọng Minh ca ca, người này thật sự là cha huynh sao? Ta không biết. Ông khẳng định tôi là ban chủ Ngũ Long Bang, con trai của Thạch Thiên Thành sao? Thiếu ban chủ tuyệt đối không sai được. Tuy tôi chưa từng gặp cậu, nhưng thanh đằng dao kiếm trong tay cậu đủ để chứng minh huyết mạch của cậu rồi. Mấy năm trước tôi bị trọng thương hôn mê, được Hoán Liên cô nương cứu. Nhưng sau khi tôi tỉnh lại thì không những bị mắc chứng ly hồn, mà còn quên sạch toàn bộ những chuyện trước kia nữa. Tôi chỉ biết thanh kiếm này vẫn luôn nằm trong tay tôi, nhưng tôi không thể nào nhớ được thanh kiếm này từ đâu mà có. Thanh kiếm này là vật báo, biết bảo vệ chủ nhân. Thạch ban chủ dùng máu để luyện kiếm, bởi vậy chỉ có huyết mạch của ông ấy mới có thể điều khiển được thanh kiếm này. Chẳng trách mỗi lần huynh bị ly hồn, võ công liền trở nên rất mạnh. Thì ra là do thanh kiếm này bảo vệ huynh. Thật sự là do cha tôi để lại. Hoán Liên, cuối cùng tôi đã có họ rồi. Thì ra tôi tên là Thạch Trọng Minh. Trưởng lão, ông mau đứng dậy đi. Có chuyện gì đứng dậy nói. Thiếu ban chủ, chúng tôi đã tìm cậu bao năm, đến giờ cuối cùng đã được thỏa nguyện rồi. Xin thiếu ban chủ nhất định phải báo thù rửa hận cho hơn 1.000 huynh đệ của Ngũ Long Bang. Ngũ Long Bang chúng ta tuy không phải là đại môn phái gì, nhưng 10 năm nay vẫn yên ổn một phương. Tuy nhiên kẻ thất phu có tội, vì mang đồ quý giá, chỉ vì trong thánh địa của Ngũ Long Bang chúng ta có một thất tình hoa, cho nên mới dẫn tới họa diệt môn. Thất tình hoa? Thất tình hoa là thứ gì? Theo truyền thuyết, thất tình hoa chỉ mọc ở nơi âm dương giao hòa. Hoa nở có 7 màu, không những có thể khiến người ta cải tử hoàn sinh, mà còn có thể tăng thêm công lực. Do vậy rất đông người trong giang hồ đều luôn ra sức tìm kiếm nó. Nhưng tôi vẫn luôn cho rằng đây chỉ là truyền thuyết, không ngờ là có thật. Không, thất tình hoa không phải truyền thuyết. Nó mọc ngày ở Ngũ Long Thánh Địa của Ngũ Long Bang chúng tôi. Cũng chính vì có thất tình hoa nên Thạch ban chủ của chúng tôi đã luyện được thần công tuyệt thế, luôn bảo vệ mọi người trong Ngũ Long Bang chúng tôi. Thế nhưng nhiều năm trước, Thạch ban chủ bỗng nhiên mất tích. Không lâu sau, Giang Bách Tà Ma đột nhiên tấn công môn phái, ép chúng tôi phải giao ra địa đồ của Ngũ Long Thánh Địa. Chúng tôi không nghe, chúng bèn đại khai sát giới. Trong vòng một đêm, chúng đã giết hết hơn 1.000 huynh đệ chúng tôi, chiếm lấy Ngũ Long Bang. Tôi dẫn theo mấy chục người chạy thoát, ẩn cư trong quỷ thôn này, sống cuộc đời người không ra người, quỷ không ra quỷ. Giờ thì tốt rồi, có thiếu ban chủ đây, Ngũ Long Bang chúng ta nhất định sẽ có thể khôi phục trở lại, báo thù rửa hận.
Không ngờ rằng chuyến này đi không những tìm thấy đằng giao kiếm mà còn diệt trừ được dư nghiệt của Ngũ Long Bang. Thật sự là vui mừng ngoài ý muốn, nhất cử lưỡng tiện. Hắc Ngọc Phượng, á ma đầu này, người giết cái giáo đồ của chúng ta, hại chúng ta nhiều năm như vậy phải trốn tránh khắp nơi. Hôm nay món nợ máu này lão phu nhất định sẽ bắt ngươi phải trả lại. Chỉ dựa vào ngươi sao? Đằng giao kiếm quả nhiên nằm trong tay ngươi. Ngươi có quan hệ gì với Thạch Thiên Thành? Chuyện này không đến lượt ngươi hỏi. Tôi không đi. Nếu ông đã gọi tôi là thiếu chủ thì tôi không thể để họ tự đâm đầu vào chỗ chết. Tà công của Hắc Ngọc Phượng đã luyện thành rồi, tất cả chúng ta gặp lại cũng không phải là đối thủ của ả đâu. Thiếu chủ, cậu nhất định phải giữ lấy tính mạng, sau này mới có thể báo thù cho Ngũ Long Bang chúng ta. Trưởng lão nói đúng đó. Đi thôi, Trọng Minh ca ca. Mau đi thôi. Trưởng lão, trưởng lão, đi thôi. Khoan đã. Hoán Liên, tôi, ngũ tạng của tôi đều đã bị tổn hại, không cứu được nữa rồi. Thiếu chủ, đằng giao kiếm là chìa khóa để mở cửa vào Ngũ Long Thánh Địa, cậu nhất định phải giữ gìn cẩn thận. Hắc Ngọc Phượng đã biết đằng giao kiếm nằm trong tay cậu rồi. Cậu phải cẩn thận. Trưởng lão, trưởng lão, bang chủ, lão phu đã cố hết sức rồi. Trưởng lão, trưởng lão, Hoán Liên, Hoán Liên, trưởng lão, ông yên tâm, tôi nhất định. Tôi nhất định sẽ báo thù cho ông. Nhanh như vậy đã chết rồi. Người là kẻ thù của Ngũ Long Bang, tức là kẻ thù của ta. Hôm nay ta phải báo thù cho Ngũ Long Bang. Vậy để ta mở rộng tầm mắt xem đằng giao kiếm có gì ghê gớm chứ. Đằng giao kiếm này cũng chỉ thế thôi sao?
thuộc hạ bất tài, chưa thể đem được đằng dao kiếm về. Chẳng phải ta đã nói với người không được đánh rắn động cỏ rồi sao? Chủ công, chủ công, xin cho thuộc hạ thêm một cơ hội nữa. Không cần nữa, ta tự có sắp xếp. Chủ công, cút ra ngoài. Dân, Hoàng Liên, cô tỉnh rồi. Xin lỗi, là do tôi không thể bảo vệ cô thật tốt. Là tôi đã liên lụy tới Quynh. Cả hai người đều không sai. Là do tôi suy nghĩ không chu đáo. Tôi đã rắc thu điệp hương lên người mạo cô nương. Cho dù cô bị người khác cướp đi thì tôi cũng có thể truy tìm dấu vết tới theo. Nhưng không ngờ rằng vẫn chậm một bước. Uổng công tôi là một đại phu mà lại không phát hiện ra là trên người mình bị rắc thu điệp hương. Mạo cô nương, cô chớ hiểu nhầm. Tôi làm như vậy chỉ là để tiện tìm ra cô mà thôi. Nếu không nhờ có mùi hương chỉ dẫn, Nạp Lan Huynh cũng không có cách nào tới kịp. Bất luận thế nào, nếu mà cô nương xảy ra chuyện gì, tôi khó mà tránh khỏi trách nhiệm. Nạp Lan đại ca, Huynh không cần tự trách mình. Nếu không phải có chuyện này xảy ra thì Trọng Minh ca ca làm sao có thể biết được về thân thế của mình chứ. Năm đó Ngũ Long Bang bị tiêu diệt trong một đêm, giang hồ môn chúng tôi cũng từng điều tra việc này, nhưng không hề có manh mối nào. Thật không ngờ cũng là do Giang Bắc Tam Ma gây ra. Ả mà đầu hát Ngọc Phượng, đời này kiếp này nếu ta không thể giết ả trả thù, ta thề không làm người. Trọng Minh ca ca, tôi hiểu tâm trạng hiện nay của Huynh, nhưng dựa vào công lực hiện giờ của Huynh, cho dù thêm cả tôi vào cũng không phải là đối thủ của hát Ngọc Phượng. Tuyệt đối không được hành động khinh suất. Mà cô nương nói đúng đó, nếu cậu muốn báo thù thì chuyện này phải tính kế lâu dài. Vừa rồi tôi đã nghĩ kỹ rồi, kế sách hiện nay chỉ có đến Ngũ Long Thánh Địa tìm được Thất Tình Hoa. Có Thất Tình Hoa rồi, tôi không tin là không đối phó nổi với ả nữ nhân đó. Thất Tình Hoa? Đúng, Thất Tình Hoa có thể nâng cao công lực, còn có thể khiến người ta cải tử hoàn sinh. Nhưng hiện giờ ký ức của Huynh vẫn chưa được khôi phục. Người trong quỷ thôn đều đã chết hết rồi, còn có ai biết được Ngũ Long Thánh Địa rốt cuộc ở đâu? Có lẽ tôi giúp được đấy. Nơi này chính là Thiên Cơ Các, là nơi giang hồ môn chúng tôi lưu giữ các bí mật của giang hồ. Ở đây ghi chép lại mọi lời nói việc làm của các đại môn phái và các cao thủ võ lâm, để khi phá án có thể tham chiếu. Trong này chính là tư liệu có liên quan tới Ngũ Long Bang, nhưng có nội dung về Ngũ Long Thánh Địa hay không thì tôi cũng không biết. Từ lâu đã nghe danh giang hồ môn nhiều tai mắt, hôm nay trông thấy mới biết lời đồn không thể tin được. Lời này có ý gì? Đây đâu phải là tai mắt nhiều, đây rõ ràng là chỗ nào cũng nhúng tay vào. Xem rồi sẽ biết thôi.
Tôi không sao đâu. Đa tạ. Mọi người lại xem nè. Ở đây, giấc mộng hoàng lương rồi cũng tỉnh, xương cốt đều khô, mọi sự buồn. Phía nam Ly Thủy, bắc Thanh Sơn, máu ướt áo vàng không quay lại. Đây lẽ nào là chỗ của Kiếm Cát? Kiếm Cát? Đây chẳng phải là nơi xuất hiện trong giấc mộng của huynh hay sao? Trọng Minh, Trọng Minh, Trọng Minh ca ca, huynh lại gặp ác mộng rồi. Muộn thế này rồi, sao cô còn chưa nghỉ ngơi? Tôi sợ chứng ly hồn lại phát tác, nên đến xem huynh thế nào. Cô rất muốn chữa khỏi chứng ly hồn của tôi sao? Đương nhiên. Nếu không chữa khỏi được, cô định làm thế nào? Hôm nay trong lúc tìm kiếm tài liệu, tôi đã cố ý tìm đọc tư liệu về chứng ly hồn. Trong đó nói, khi chứng ly hồn phát tác, bất kỳ lúc nào cũng có thể chết. Hơn nữa trước giờ chưa ai chữa khỏi được. Quỳnh chớ có tin những lời này. Người khác không thể đâu có nghĩa là tôi không thể. Chỉ cần tìm được thất tình hoa, tôi nhất định có thể chữa khỏi cho Quỳnh. Tôi biết cô đã hết sức rồi, nhưng đã nhiều năm như vậy vẫn chưa chữa khỏi. Tôi thấy thôi bỏ đi, không cần tiếp tục nữa. Như vậy tôi sẽ chỉ càng đau khổ hơn, cô sẽ chỉ càng mỏi mệt hơn. Tôi biết tối nào cô ấy cũng ở bên cạnh tôi, bởi vì cô ấy không muốn tôi ngủ rồi sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Tôi biết tối nào tôi cũng có thể chết trong giấc mộng của mình. Tôi mong là lúc đó tôi chỉ có một mình, bởi vì tôi không muốn cô ấy buồn. Có người nói mất đi ký ức là bởi vì không muốn đối diện với bản thân mình trước kia, nhưng lại càng không muốn đối diện với bản thân mình hiện tại. Nếu tôi không mất đi ký ức, có thể sẽ dũng cảm hơn chút nữa. Nhưng nếu tôi không mất đi ký ức, liệu có thể gặp được cô ấy không? Nhạc hay như vậy, thật hy vọng ngày nào cũng được nghe. Cũng hy vọng tình yêu của chúng ta vĩnh viễn không thay đổi. Tình yêu của chúng ta
Có tới hàng triệu triệu con mắt cũng dõi theo. Con mắt nào cơ? Học nghề không tin. Để mạo cô nương chê cười rồi. Xuân như cũ, người dày cùa, ngấn lệ thấm ướt tơ trong suối. Hoa đào trụng, nhàn trì cát. Lời thề vẫn còn, sách gấm khó bày. Thật không ngờ Nạp Lan đại ca cũng là người bị tình làm cho khổ sở. Bạn tốt dễ tìm, tri âm khó kiếm. Thật không ngờ mà cô nương lại là người tri âm của tôi. Người tri âm thì không dám nhận. Có lẽ chỉ là cùng bệnh thương nhau mà thôi. Có lẽ cô yêu người đó là để bản thân mình được vui vẻ. Cô nương, chắc cô đã hiểu rằng chỉ khiến cô vui vẻ thì không phải là yêu. Khiến cô sau khi mất đi cảm thấy đau khổ mới là yêu. Nạp Lan đại ca, tuy tôi không biết người mà huynh nhớ nhung đang ở đâu, nhưng có được tình yêu sâu đậm này của huynh, tôi tin rằng hai người nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn, bên nhau trọn đời. Nhung nhi, cô nương đó nói rằng ta và nàng nhất định có thể bên nhau trọn đời. Nàng có muốn không? Ta biết nàng sẽ không nỡ rời xa ta, cho nên ta mới dùng phép đóng băng hồn phách do tổ tiên truyền lại để giữ lại một hơi thở cuối cùng của nàng. Nàng nhất định phải cố gắng. Ta nhất định sẽ khiến nàng tỉnh lại. Lão đại, đám phế vật này, cho dù ta có hút nhiều hơn cũng không có tác dụng. Không có thức tình hoa thì thần công của ta làm sao có thể luyện tới tầng thứ 9 được. Nhưng mà chủ công không cho phép chúng ta nhúng tay vào nữa. Ông ta không cho thì thế nào? Đợi sau khi thần công của ta luyện thành rồi, người đầu tiên mà ta giết chính là ông ta. Các ngươi ở lại đây, đợi sau khi thần công của ta luyện thành rồi, lập tức thay ta tiếp quản Ngũ Long Bang. Dân, lại là ngươi. Lần trước lỡ để các ngươi chạy thoát, hôm nay ta nhất định sẽ khiến các ngươi tan tác. Vậy thì phải xem bản lĩnh của ngươi rồi. Đa tạ anh hùng ra tay cứu giúp. Tiện đường đi qua, không đáng nhắc đến. Tôi sớm đã nghe nói tới sự độc ác của nữ ma đầu này. Hôm nay gặp phải tôi, coi như là ả đen đuổi. Dám hỏi quý tính đại danh của anh hùng là gì? Tại hạ là Tân Long Tử, thì ra là Thiên Sơn Ngũ Kiếm. Tại hạ là Nạp Lan Dung Nhược của giang hồ môn, xin kính chào tiền bối. Hai vị này là Thạch Trọng Minh và Mạo Hoáng Liên. Đằng Giao Kiếm, Thạch Thiên Thành có quan hệ thế nào với cậu? Ông ấy biết cha tôi. Thạch Thiên Thành là cha cậu. Năm đó cha cậu Thạch Thiên Thành cùng với Quế Thiên Lan hẹn nhau quyết đấu ở Kiếm Cát, mời sư huynh ta đến làm người chứng kiến. Kết quả cả ba người đồng thời mất tích. Không ai biết được năm đó ở Kiếm Cát đã xảy ra chuyện gì. Ta đã tìm họ nhiều năm mà không có tin tức gì. Nếu cậu không bị mất ký ức thì tốt biết bao. Chắc cha cậu đã giao phó lại cho cậu
về tung tích của sư huynh ta. Không giấu gì tiền bối, ba người chúng tôi đang trên đường tới Kim Cát. Nếu tiền bối không ngại thì mời tiền bối cùng đi. Các người biết Kim Cát ở đâu sao? Trong Thiên Cơ Lâu ở Giang Hồ Môn có ghi chép về địa điểm của Kim Cát. Nghe nói Kim Cát có rất nhiều cơ quan, những người đi tới đó đều thập tử nhất sinh. Ba người, hay là thế này đi, tôi đi cùng với mọi người. Nếu có thể tìm được sư huynh thì tìm, nếu không tìm được thì coi như giúp Thạch Thiên Thành cha cậu bảo vệ cho cậu được chu toàn. Trọng Minh ca ca, ăn chút đồ đi. Dọc đường đi, lúc nào huynh cũng buồn bã không vui. Huynh đang lo lắng việc gì sao? Vượt qua con sông này, trước mặt chính là Kiếm Cát. Cô quay về đi. Huynh nói gì? Cô đã cứu tôi một mạng, ân tình này tôi nhất định sẽ báo đáp. Có điều tìm kiếm Ngũ Long Thánh Địa là việc của tôi. Cô dù sao cũng là người ngoài, không cần cô phải phí tâm. Huynh đối xử với tôi thế này, tôi cũng không để ý. Nhưng trước kia khi ở Dược Vương Cốc, là ai đã nói sẽ bảo vệ tôi cả đời? Đừng đi trước mặt, đầy rẫy nguy hiểm. Và nếu xảy ra chuyện gì bất trắc, tôi chẳng có sức lực đâu mà bảo vệ cô. Tôi biết, cả đường đi huynh đều coi tôi là mối phiền toái, muốn dứt bỏ tôi. Nhưng huynh có từng nghĩ rằng, trong những năm huynh mắc bệnh, huynh đối với tôi là gì không? Tôi ăn nói vụng về. Cô đi đi, tôi là đại phu, huynh là bệnh nhân, muốn đi cũng là tôi đuổi huynh đi. Quán Liên, cô là người thông minh như vậy, sao lại không chịu hiểu chứ? Đương nhiên là tôi hiểu. Huynh sợ thân thế của huynh sẽ dẫn tới họa sát thân, càng sợ sẽ liên lụy tới tôi, cho nên huynh mới cố ý lạnh nhạt với tôi. Giờ huynh đuổi tôi đi là sợ trong kiếm các nguy hiểm trùng trùng, huynh không muốn liên lụy tới tôi, càng không muốn vì tôi bị thương mà đau lòng, đúng không? Tôi biết rõ nhất trong lòng huynh muốn thứ gì. Trọng Minh ca ca, tôi biết rõ hiện giờ trong lòng huynh rất hoang mang. Tôi huynh biết về thân thế của mình, nhưng lại chưa khôi phục được ký ức. Huynh không biết tiếp theo sẽ phải đối diện với cái gì, nhưng mà còn có tôi đây. Cho dù con được phía trước thế nào, tôi sẽ luôn đi cùng với huynh. Hoán Liên, nếu như cô biết nghĩa phụ của cô vì tôi mà chết, Hoán Liên, hai chúng ta ở cùng nhau, đối với cả hai người đều là sự giày vò. Cả đời này của tôi cũng chẳng có cách nào tha thứ cho chính mình vì những tổn thương mà tôi đã gây ra cho nghĩa phụ của cô và cả cô nữa. Hoán Liên cô nương, trong cà tóc của cô rất đẹp, đa tạ. Đây là do Trọng Minh ca ca tặng cho tôi. Tuy rằng ngoài miệng Trọng Minh đuổi cô đi, nhưng kỳ thực trong lòng không muốn như vậy. Tuy tôi không thể hiểu nổi nỗi đau khổ của cậu khi mất đi ký ức, nhưng đối với những rắc rối về tình cảm thì tôi vẫn có thể hiểu được. Một người ngay cả ký ức cũng không tìm lại được thì làm gì có tư cách để có được tình yêu chứ? Cho dù tôi là ai, tôi đều không xứng với cô ấy. Một người nếu không có ai bầu bạn thì cả đời đó sẽ cô đơn biết chừng nào. Còn về cậu tốt ở điểm nào thì cô ấy rõ hơn cậu.
Giang Bắc Tà Ma vẫn chưa bị diệt trừ. Giờ Hoán Liên cô nương rời đi sẽ gặp nguy hiểm. Chuyện của hai người về sau hẳn nói đi. Nhìn xem, năm con thuyền này nhìn rất cổ quái, e rằng có ẩn giấu huyền cơ. Lẽ nào huynh muốn nói bên dưới sông có cơ quan? Tiền bối, ông thấy thế nào? Chỗ này không có bóng dáng con người, mà lại có năm con thuyền đậu ở đó. Có thể thấy rằng những con thuyền này không phải dùng để vượt sông. Tôi thấy dưới sông này chắc chắn có cơ quan. Mọi người nhất định phải cẩn thận. Nhưng nếu không ngồi thuyền thì chúng ta làm sao sang bờ bên kia được? Biện pháp đương nhiên là có. Bất kỳ cơ quan nào cũng đều có biện pháp phá giải. Tiền bối, ông có biện pháp gì để phá giải? Cho dù là cơ quan hay trận pháp, chỉ cần tìm được mắt trận là có thể phá giải. Mọi người xem, ký hiệu ở trên cánh buồm, năm loại màu sắc này chính là phù hợp với kim mộc thủy hỏa thổ của thuyết thiên địa ngũ hành. Chỉ cần lần lượt lên thuyền dựa theo thứ tự ngũ hành tương khắc là sẽ có thể tìm được cách để phá giải. Giống hệt như cảnh tượng trong mộng của tôi. Lẽ nào tôi thật sự đã từng đến nơi này? Có nhớ lại được gì không? Có lẽ vào trong rồi sẽ nhớ lại được. Chuẩn bị xong chưa? Hình như tôi đã từng đến chỗ này. Sao tôi không nhớ gì hết cả vậy? Đây là nơi nguy hiểm nhất của kiếm cát. Cơ quan bố trí dày đặc, chỉ không cẩn thận một chút là sẽ mất mạng. Vậy chúng ta có biện pháp gì để đi vào? Tiền bối rất am hiểu về cơ quan của kiếm cát. Những thứ này chỉ là trò giặc thôi. Trước mặt có những gì còn chưa biết được. Đi theo ta. Theo sát vào.
Làng ở Quẻ Ly, Trọng Minh ở Quẻ Khôn, Hoảng Liền ở Quẻ Càng, Tà Phá Quẻ Cứng. Ta đếm đến ba thì cùng nhau phá vỡ cơ quan. Một, hai, năm. Cha đặt tên cho con là Trọng Minh, là hy vọng con có được trí tuệ của Trọng Đạt và Khổng Minh. Có hiểu không? Nghĩa phụ, con cũng muốn học Thất Tinh Quyền. Được, có chí hướng. Thất Tinh Quyền luyện đến lúc thành thục, trên xương người có thể tạo ra hoa văn, nhưng sau khi chết đi thì mới hiện ra. Thạch Thiên Thành, bao năm nay ngươi dứt bỏ vợ con, không rõ tung tích. Ngươi có xứng với họ không? Họ là vợ con của ta, cho dù ta có chết đi thì cũng không đến lượt ngươi chăm sóc đâu. Được, hôm nay ta và ngươi phải quyết một trận tử chiến. Ngươi còn sống phải chăm sóc tốt cho mẹ con Trọng Minh. Cha, nghĩa phụ, con cầu xin hai người đừng đánh nữa. Con cầu xin hai người đừng đánh nữa. Con cầu xin hai người thả cháu ra. Thạch Thiên Thành, nó chỉ là một đứa trẻ, không nên để nó nhìn thấy những chuyện này. Vậy chúng ta đến chiến gác tiếp tục. Phó thành chủ, hãy chăm sóc nó cẩn thận. Cha, nghĩa phụ, đừng có đánh nữa. Tôi nhớ lại rồi. Tôi nhớ lại hết rồi. Là cha tôi và nghĩa phụ quyết đấu, nên tôi mới bị mắc chứng ly hồn. Cha, nghĩa phụ, con trai tới gặp hai người rồi. Con trai tới gặp hai người rồi. Chúng ta đi mau. Hoảng Liên, Đỗ Mi Hương, đi thôi. Vừa rồi bệnh ly hồn của cậu phát tác,
May mà Hoán Liên cô nương kịp thời ra tay, nếu không sợ là cậu không ra được rồi. Cậu dự định lúc nào mới nói với cô ấy? Cậu đã biết rằng bất kỳ lúc nào mình cũng có thể chết, vậy vì sao cậu còn muốn che giấu tình cảm của mình? Lẽ nào cậu hy vọng cô ấy không bao giờ có được câu trả lời sao? Bỏ đi, cậu vĩnh viễn sẽ không biết được. Màu cô nương, cái áo vàng trong tay cô là... Trần Minh ca ca, quên xem. Nơi thất tình hoa nở là nơi của cõi trời. Đây là địa đồ của Ngũ Long Thánh Địa. Địa đồ của Ngũ Long Thánh Địa. Tiền bối, ông muốn làm gì? Ta làm gì sao? Ta còn phải hỏi cậu đó. Vì sao cậu muốn hạ độc mạo cô nương? Tiền bối, ông có ý gì vậy? Dọc đường đi ta vẫn luôn nghi ngờ. Hai người đi tìm kiếm cát là vì muốn tìm Thạch Thiên Thành và Ngũ Long Bang. Ta là vì sư huynh, còn cậu ta thì sao? Nếu chỉ là vì đạo nghĩa, bèo nước gặp nhau, vậy thì cũng nhiệt tình quá rồi. Tiền bối, ông thật sự đã đa nghi rồi. Tôi tin tưởng con người của Nạp Lan huynh. Vậy sao? Vậy câu hỏi cậu ta, trên trăm cài tóc của Mạo cô nương, vì sao lại có phấn độc của Đồ Mi Hương? Theo ta được biết, Đồ Mi Hương là độc dược của riêng giang hồ môn, chuyên dùng để trừng trị những kẻ xấu vi phạm 10 điều ác không thể tha thứ. Tiền bối, ông biết điều này từ lúc nào? Đồ Mi Hương không màu không mùi, nhưng chỉ có một nhược điểm chí mạng, đó là sẽ phát ra ánh sáng lấp lánh dưới ánh lửa. Ta cũng là lúc ở trong kiếm cát mới phát hiện ra. Đồ Mi Hương đúng là người tính không bằng trời tính. Hôm nay ở bờ sông, Quỳnh nói trong cài tóc của tôi rất đẹp, chính là hạ độc vào lúc đó phải không? Vì sao? Cô có còn nhớ ý nghĩa khúc tiêu của tôi không? Vì cô ấy sao? Cô ấy là vợ của tôi. 3 năm trước bị trúng kịch độc, thuốc thang không có tác dụng. Tôi đã dùng phép đóng băng hồn phách gia truyền, miễn cưỡng lưu lại được một hơi thở cuối cùng của cô ấy. Chỉ có thất tình hoa mới có thể cứu cô ấy tỉnh lại. Huynh muốn lấy, vì sao lại không nói ra? Làm sao huynh biết rằng Trọng Minh ca ca sẽ không giúp huynh chứ? Bởi vì tôi biết nỗi đau khổ khi mất đi người thân yêu nhất. Cậu ấy muốn báo thù. Thất tình hoa là hy vọng duy nhất của cậu ấy. Còn tôi, tôi chỉ có thể đưa ra hạ sách này. Quỳnh muốn thất tình hoa có thể tìm tới tôi. Vì sao Quỳnh lại hạ độc cô ấy? Bởi vì tôi biết cô ấy là người còn quan trọng hơn cả tính mạng của cậu. Hoán Liên cô nương, tôi xin lỗi, chưa có xảo biện nữa. Người lòng dạ bất trắc, vì bí mật của Ngũ Long Thánh Địa, hôm nay không thể nào giữ ngươi lại được. Đủ rồi. Nạp Lan đại ca, tôi đã từng nói hy vọng huynh có thể cùng người huynh thương nhớ sống bên nhau trọn đời, cho nên tôi không trách huynh. Huynh đi đi, không lấy được thất tình hoa, đối với huynh mà nói đã là sự trừng phạt lớn nhất rồi. Tôi biết huynh là một người si tình, cho nên tôi không trách huynh đã hạ độc với tôi. Nhưng sao huynh có thể lợi dụng tình cảm giữa tôi và Trọng Minh ca ca chứ? Coi như huynh dùng biện pháp này cứu sống được vợ của mình, nhưng cô ấy có thể tiếp nhận con người huynh như vậy không? Huynh đi đi, hy vọng chúng ta vĩnh viễn không gặp lại nhau nữa. Cho dù con đường phía trước của cậu đầy hiểm nguy, nhưng hiện tại tôi thật sự rất ngưỡng mộ cậu. Đây là thuốc giải của Đồ Mi Hương. Tôi vốn muốn dùng nó để uy hiếp cậu. Độc dược mà tôi hạ rất nhẹ, uống thuốc giải vào là sẽ không sao. Không
Một khi thất tình hoa lại xuất hiện trên giang hồ, nhất định sẽ gây ra một phen gió tanh mưa máu. Đến lúc đó, tôi hy vọng cậu sẽ không thay đổi tâm nguyện lúc đầu, bảo vệ cô ấy cả đời. Đi thôi. Trưởng lão từng nói đằng giao kiếm là chìa khóa mở cửa vào thánh địa, vậy thì hãy thử đi. Sao có thể? Cẩn thận đó. Đẹp quá đi mất. Trọng Minh ca ca, chẳng trách ta lật tung cả Ngũ Long Bang lên mà không tìm thấy. Thì ra là giấu ở một nơi tốt thế này. Người giết giáo đồ của ta, diệt Ngũ Long Bang của ta, hôm nay còn muốn cướp thành vật của ta. Nợ cũ nợ mới, hôm nay sẽ tính một thể. Khẩu khí không nhỏ đâu. Lần trước ngươi may mắn trốn thoát chính là vì để ngươi dẫn ta tìm tới Ngũ Long Thánh Địa. Ngươi còn thật sự tưởng rằng ta sợ ngươi? Hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Bái kiến chủ công. Ngươi nhận ra ta từ lúc nào? Hôm đó ở trong rừng, chủ công đánh thuộc hạ một chưởng đó. Thuộc hạ đã biết là ngài rồi. Nếu chủ công đã ra tay, thuộc hạ đương nhiên không dám làm phiền. Mãi đến hôm nay mới cố ý tới đây giúp chủ công một tay. Được, ngươi cũng là vì thất tình hoa. Nếu không, ngươi cho rằng vì sao ta lại theo ngươi tới kiếm cát? Đó là vì chỉ có ngươi cùng với đàn giao kiếm mới có thể dẫn ta tới chỗ thất tình hoa. Giờ đã tìm được thất tình hoa rồi, để ta dẫn ngươi đi gặp nghĩa phụ và cha ngươi nhé. Thì ra ngươi sớm đã biết rồi. Từ khi ngươi không tuân theo mệnh lệnh, tự tiện truy sát bọn chúng, ta đã biết ngươi có lòng khác rồi. Ngươi hôm nay giống không phải tới giúp ta một tay, mà là muốn diệt trừ ta, độc chiếm thất tình hoa. Ngu xuẩn đến cực điểm. Thật không ngờ ta rốt cuộc vẫn không đấu lại ngươi. Yên tâm đi, ta để các ngươi lại vẫn còn tác dụng. Thất tình hoa. Không sao chứ? Trọng Minh, Liên Nhi, ta là nghĩa phụ của con đây. Nghĩa phụ?
Nghĩa phụ, sao người lại biến thành bộ dạng như hiện nay chứ? Đều là do hắn hại ta. Năm xưa ta nhận ủy thác của Thạch Thiên Thành, tôi chứng kiến trận quyết đấu của họ. Không ngờ Trọng Minh lại bị kích động, mắc phải ly hồn chứng. Ta bị hắn đánh lén rơi xuống vách núi, không ngờ lại rơi vào Ngũ Long Thánh Địa, mới có cơ hội báo thù rửa hận. Muốn báo thù sao? Tất cả xong lên đi. Trọng Minh ca ca, Trọng Minh ca ca, xin lỗi, ta phải nuốt lời rồi, để Nạp Lan huynh chăm sóc cho nàng. Không, ta chỉ cần chàng, ta không cần người khác. Mau lên, thất tình hoa có thể cải tử hoàn sinh. Nạp Lan đại ca, cầu xin huynh cứu lấy Trọng Minh ca ca. Thôi bỏ đi, thù lớn của ta đã báo được. Thất tình hoa đối với ta không còn tác dụng gì. Để huynh ấy mang đi đi. Hoán Liên, xin lỗi. Nạp Lan đại ca, cầu xin huynh. Nạp Lan đại ca, cầu xin huynh. Nạp Lan đại ca. Trọng Minh ca ca, you
Tôi không phải vì cậu, mà tôi không muốn trên đời này lại có thêm một người đau lòng. Hoàng Liên, Trọng Minh ca ca, Quân tỉnh rồi. Đừng đuổi nữa. Trọng Minh đã thoát khỏi nguy hiểm. Trước mắt điều quan trọng nhất là phải dưỡng thân cẩn thận. Tân Long Tử đã bị trọng thương, cho dù lấy được thất tình hoa thì cũng phải tu luyện rất lâu. Chúng ta phải tính kế lâu dài. Nạp Lan đại ca, làm sao mà quên tìm được bọn tôi? Trong thuốc giải của cô, tôi có bỏ thu điệp hương. Thu điệp hương là loại hương liệu mà vợ tôi thích dùng nhất. Tôi nhờ vào mùi hương đặc biệt này mới có thể theo dấu vết tới đây. Bởi vậy ngay từ lúc đó, Quỳnh đã bắt đầu nghi ngờ Tân Long Tử rồi. Thật ra còn sớm hơn nữa. Có điều đó chỉ là suy đoán của tôi mà thôi. Mà đến khi hỏa trận trong kiếm cát khởi động lần thứ hai, nếu như tôi đoán không lầm, là Tân Long Tử lén khởi động cơ quan hỏa trận, muốn nhân lúc rối loạn mang Trọng Minh và đàn dao kiếm đi, bỏ lại cô và tôi. Vậy sao huynh không nói sớm chứ? Là tôi có lỗi trước. Trong tình huống như vậy, tôi có nói gì mọi người cũng chưa chắc đã tin. Ngược lại còn khiến Tân Long Tử có sự phòng bị, cho nên huynh mới bí mật đuổi theo. Vậy vợ của huynh thì sao? Tôi tin rằng nếu Nhu Nhi ở đây cũng sẽ đưa ra lựa chọn như vậy. Còn về cô ấy, nhất định sẽ có biện pháp. Nhu Nhi, ta biết vì có thể ở lại cùng với ta, những năm này nàng đã vất vả rồi. Tuy ta không nhẫn tâm để nàng rời đi, nhưng càng không nhẫn tâm nhìn nàng chịu khổ. Nhu Nhi, trên đường xuống Hoàng Tuyên, nàng chớ có chần chừ, bởi vì ta sẽ đi tìm nàng. Cho dù kiếp sau nàng còn nhớ được ta hay không, ta đều sẽ quay về bên nàng. Mình thật ngốc, tưởng rằng thất tình hoa có thể chữa khỏi chứng ly hồn của huynh ấy. Mình quên mất, trên đời này có tới hàng nghìn loại thảo dược có thể chữa trị cho con người, nhưng không có loại thuốc nào chữa khỏi bệnh đau lòng. Quá khứ là gì cũng không quan trọng. Mất đi quá khứ vẫn còn tốt hơn là mất đi tương lai. Trải qua những chuyện này, chứng ly hồn của Trọng Minh vẫn chưa khỏi được. Có điều huynh ấy vẫn ở bên cạnh mình. Có thể vì mất đi ký ức mà huynh ấy quên cả cách bày tỏ. Có điều trên đời này có rất nhiều chuyện đều có thể học lại từ đầu. Mình sẽ mãi chờ đợi huynh ấy. Nếu huynh ấy cả đời không học được, thì mình sẽ đợi huynh ấy cả đời.